Chào các bạn, trong video này theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình á, các bạn đó có rất nhiều cái ballast tăng phô hoặc là cái chứng lưu điện tử ở nhà. Các bạn đó muốn mình hướng dẫn cái cách mà tận dụng lại các ballast chứng lưu điện tử này để tạo thành một cái nguồn led driver cung cấp cho mấy cái đèn led, hoặc là các bạn có thể tự độ chế cái nguồn led driver ở nhà. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm mặt nguồn led driver từ những cái bóng đèn hỏng ha. Nè các bạn, mình sẽ làm một cái mặt nguồn led driver từ cái đèn compact hỏng nha. Ở đây là các bạn xác định cho mình đó là cái ba led chứng lưu điện tử, cái tăng phô còn tốt, là những cái mặt này nè còn ok. Thứ nhất, cái dụng cụ ở đây á, là các bạn có một cái bóng đèn con bắt hỏng ha. Đèn 2U, 3U, 4U gì đó, nó bị cháy, bể hoặc là đứt tim đèn. Như đây nè, cái đèn của các bạn á, nó chỉ hư một trong hai phần. Một là cái bóng đèn, mấy cái hình chữ U này nè. Hai là cái ba lá điện tử. Nó chỉ hư một trong hai thôi nha các bạn. Hiếm khi mà hư cả hai lắm. Thì mình sẽ tận dụng những cái đèn mà hư á. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy nó đứt tim nè. Bên trong này có hai cái tim đèn ha, nó bị đứt tim. Các bạn đo vẫn có cái điện áp nung tim, nhưng mà tim đèn nó bị đứt. Cái thứ hai, nó bị cháy ha. Cháy cái như cháy đen thui chỗ này nè. Nó mất cái lớp huỳnh quang bên trong á. Hoặc là các bạn nhìn thấy đèn thui ngay cái chỗ tim đèn. Cái trường hợp thứ ba là nó bị bể ha. Tại vì các bạn bị va đập á, nó bỏ cái hình chữ U này thì các bạn không sử dụng đời được. Chắc chắn là các bạn phải thay hình chữ U khác, nhưng mà các bạn không cần thiết. Các bạn lấy cái ballast chứng lưu điện tử bên trong ra, thì mình sẽ tận dụng lại những cái đèn hư bỏ hoặc là nó bị cháy như thế này. Mình làm cái bộ nguồn led driver cung cấp cho đèn led. Rồi, tiếp theo á các bạn, lấy cho mình một con IC chỉnh lưu. Đây, đây là một con IC chỉnh lưu nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó sẽ có 4 chân, 2 chân AC ngõ vào nè, là 2 chân giữa ha. Rồi 2 chân cộng trừ ngõ ra. Nó có ký hiệu nha, các bạn chỉ cần hàng đúng vô các cực của nó thôi. Trường hợp mà các bạn không có cái con IC chỉnh lưu này á, thì các bạn có thể lấy từ cái bo nguồn led driver của mình á. Bo nguồn hư nha. Nó hư là nó chết IC dao động á, bên trong á. Nhưng mà cái bộ nguồn sau chỉnh lưu á, nó vẫn còn. Thì chắc chắn là cái con IC chỉnh lưu này 4 chân này nè, nó còn tốt nha. Thì các bạn có thể lấy tận dụng cái con IC chỉnh lưu này ra, các bạn làm. Hoặc là các bạn tìm cho mình 4 con diode 1N4007 ha, để tạo thành một mạch cầu chỉnh lưu, ráp thành mạch cầu á. Là các bạn có thể tận dụng mấy con diode nè, 1N4007 ha. Mấy con này diode này diode chỉnh lưu hết nha. Thì các bạn mắc theo này dạng cầu để mà các bạn chỉnh lưu cái điện áp AC thành DC. Rồi linh kiện cuối cùng của mình á, là một con tụ hóa hoặc là cái tụ điện phân. Cái tụ này á, là cái tụ phân cực, có nghĩa là có cơ hai cực tính, cực âm cực dương, nó phân cực ha. Thì giá trị điện áp á, các bạn nên chọn khoảng là 100V nha các bạn. Còn điện dung mình chọn ở đây á, khoảng là 6.8 microfarad. Các bạn lưu ý nha, nên chọn cái điện áp khoảng 100V thôi. Á không nên cao quá hoặc không nên thấp quá. Thấp quá là có thể nó bị nổ xì tụ nha. Ở đây mình chưa chuẩn bị cái con tụ 6.8 100V. Thì mình sẽ tạm cái con mà 6.8 400V nha. Vẫn ok. Các bạn nên chọn cái giá trị điện dung của mình á là 6.8V trở lên nha. Có thể 10 microfarad cũng được, nhưng mà cái điện áp làm việc của nó là 100V.
Nếu các bạn chọn dưới á, là nó sẽ nóng tụ, phù tụ, nổ tụ luôn. Tại vì cái điện áp, các bạn nhìn cái điện áp đây nè, là cái điện áp làm việc của nó nha. Khi mà điện áp vào á mà nó cao quá, lớn hơn cái điện áp mà làm việc trên tụ á, nó sẽ nổ tụ. Thì đây là cái lưu ý của mình để cho các bạn lựa chọn cái tụ. Còn điện dung tùy ý các bạn chọn nha, nhưng mà ở đây mình nên chọn là 6,8 microfarad trở lên. Rồi, như vậy là xong cái phần mà linh kiện và dụng cụ. Sau đây mình sẽ tiến hành mình bắt tay mình làm. Đây là cái con IC chỉnh lưu. Nó thay thế cho 4 con diode chỉnh lưu mắc dạng cầu. Đây mình sẽ sử dụng con này, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái con mà trong cái OLED driver, con IC 4 chân nhỏ này cũng được. Dòng vẫn ok. Ở đây mình sẽ dùng hai sợi dây điện ha, mình hàn vô cái hai chân AC ngõ vào trước. Nè. Hai chân giữa trước nha, mình hàn vô. Nói chung cái này này làm cũng dễ, nó không khó khăn gì hết, thì các bạn có thể độ chế được để, hoặc là để thiết kế cho cái nguồn led driver rồi á. Đây mình hàng đã hàng hai dây rồi, hai dây nguồn AC vô. Thì những con IC chính lưu này to thì các bạn có thể dùng IC nhỏ cũng được. Rồi tiếp theo đây á, đối với cái bóng đèn hư á, thì các bạn lấy cái ba lát điện tử ra cho mình nha. Các bạn lấy cái dao á, rồi các bạn này thôi, cái rãnh này nè, tách ra, tách cái phần đèn ra, cái tiêm đèn ra, thì các bạn sẽ lấy được cái phần ba lát điện tử, chấn lưu điện tử này. Cái mạch này chắc chắn là phải ok nha các bạn, nó có điện áp luôn tiêm nó ra. Ở đây mình sẽ lấy một cái ba lát của điện quang công suất 50W ha. Thì đối với những cái ba lát điện tử á mà cho cái đèn công suất nhỏ thì cái điện áp ra sẽ nhỏ. Các bạn lưu ý cho mình nha, cái điện áp ngõ ra AC sẽ nhỏ hơn, còn những cái đèn công suất lớn này điện áp AC sẽ lớn hơn. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình đo coi cái điện áp AC, điện áp luân tim của cái ba lát điện tử này khoảng bao nhiêu V. Thì các bạn muốn cái đèn mà cái điện áp ngõ ra nó nhỏ hơn thì các bạn chọn cái đèn công suất nhỏ. Như nè, ở đây 20W nè. Còn đây mình 50W á thì áp AC ngõ ra nó sẽ lớn hơn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ lấy cái đuôi đèn ha, mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra. Các bạn lưu ý cho mình á, các bạn đo điện áp AC nha, hai chân ngoài bìa, chân bên trái bên phải của cái tim đèn này nè. Đây là hai cái chấu nối vào cái tim đèn. Một cái đèn này sẽ có hai cái tim nha. Thì các bạn canh vị trí hai ngoài bìa, chân bìa. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo điện áp khoảng bao nhiêu V. Ở đây mình lấy một cái ổ cắm điện. Rồi, mình đo điện áp chưa trước. Tiếp theo, mình lấy một cái đồng hồ, mình sẽ đo điện áp AC trước nha các bạn. Ở đây mình chuyển qua cái thang đo khoảng 250 AC cái đã. Mình đo thử cái điện áp. Phải lưu ý đo hai chân bìa nha. Bạn thấy kim nó nhích lên không? Cái thang đo này khá cao. Thì
thì mình sẽ giảm cái mức DC AC xuống, mình chuyển sang nước 50V. Còn cái AC nó là khoảng bao nhiêu? Đó, bạn thấy không? Để mình zoom lên nha. Đây là áo là điện áp AC nha các bạn. Khoảng 27V AC. Rồi như vậy mình sẽ lấy cái điện áp này để mà mình làm cái nguồn cấp cho đèn LED ha. Rồi 27V nha. Tiếp theo đây á, mình lấy cái con IC chỉnh lưu này, mình sẽ hàn vô hai chân ngoài bìa của cái ba lát chấn lưu điện tử hôm nãy mình đã đo điện áp. Các bạn hàn không cần phân cực gì nha, xem cực tính gì á, tại vì AC ngõ vào á nó tương đương nhau thì các bạn hàn chân nào vô cũng được. Rồi, như vậy đã xong nha các bạn. Mình sẽ đo cái điện áp DC sau chỉnh lưu ở chân cộng trừ nè, hai chân bìa nè, coi nó ra bao nhiêu vôn. Rồi sau đó mình mới lựa chọn tụ để mình mắc vô. Rồi, mình tiến hành mình cắm vô lại. Lúc này các bạn đo chân bìa cho mình ha. Cái giá trị điện áp của mình đó, mình cứ chuyển cái thang đo khoảng 250V DC, coi nó ra khoảng bao nhiêu nha. Điện áp sau chỉnh lưu nha các bạn. Nó ra hơi để mình giảm cái thang đo xuống. Đây, mình giảm thang đo xuống khoảng 50V. Mình đo điện áp coi nó ra bao nhiêu ha. Rồi. Cái giá trị đo là khoảng được 30V nha các bạn. Sau chỉnh lưu ha. Như vậy á, mình sẽ dùng một con tụ 6,8 mm các bạn nên chọn cái giá trị tụ á, là 6,8 mm trở lên nha. Đồng thời cái điện áp làm việc của nó là khoảng 100V thôi. Ở đây mình không có tụ 100V, mình dùng cái tụ 400V. Mình hàn vô hai chân cộng trừ của cái con IC chỉnh lưu này để mà lọc nguồn. Rồi, như vậy mình đã hàn xong một cái tụ lọc nguồn ha. Mình cấp điện vô, mình sẽ đo cái điện áp trên hai đầu tụ. Đây là cái chính là cái điện áp ngõ ra nha. Các bạn lưu ý nè, khi mình cấp nguồn vô á thì các bạn đo điện áp á, nó khá lớn nha. Tại vì do cái tụ của mình á, cái giá trị của nó là khoảng 400V.
Thì trong quá trình nạp á, các bạn nếu mà các bạn muốn ổn định á, thì nó để một khoảng thời gian thì nó sẽ ổn. Còn nếu mà mình tốt nhất á, thì các bạn dùng chọn cái điện áp á, của tụ á, là khoảng 100V. Đây mình sẽ thử đo điện áp này, đo DC nha các bạn. Các bạn giảm cái thang đo xuống là khoảng 250V. Đó, các bạn thấy không? Cái kim của mình đó, nó càng ngày càng giảm, mà lúc đầu á nó sẽ giảm dần thì do tụ á, nó trong quá trình nạp á điện áp sẽ tăng cao, nhưng mà để một lúc sau á là điện áp nó sẽ ổn định. Đó, các bạn xem nè, nó sẽ đứng yên nha. Để một lúc á, nó cái điện áp của nó mới ổn định nha, tại vì trong quá trình lúc đầu á nó sẽ nạp cái điện áp nó sẽ tăng lên. Rồi đây là cái mức điện áp ổn định của nó. Nó ở vạch này á là có nghĩa là khoảng 75V. Đây. Đó. Như vậy mình đo được cái điện áp là khoảng 75V nha các bạn. Như vậy với cái giá trị điện áp 75V thì các bạn có thể cung cấp nguồn cho mấy cái đèn LED bulb công suất nhỏ, tùy vào cái mức điện áp của nó nha. Các bạn lưu ý kiểm tra thêm cái cường độ dòng điện cho nó phù hợp với cái đèn LED của các bạn khi mà các bạn độ chế. Thế thì làm cái này thì có những cái ưu nhược điểm gì? Ưu điểm thứ nhất là mình tận dụng được những cái ba lát chứng lưu điện tử mà mình có dư. Khi mà cái đèn nó bị hư á, cái những cái bo mạch này nó còn tốt ha. Đồng thời mình cái linh kiện của nó mình chỉ cần mắc thêm là một con IC chỉnh lưu và một con tụ là xong. Cái vấn đề nhược điểm lớn nhất của nó các bạn nhớ dùng cái tua bít nha các bạn. Các bạn xả điện cho tụ nha. Nhiều bạn á quên là cái này có thể các bạn chạm vô nó bị giật á. Cái nhược điểm cũng là lớn nhất của nó là cái kích thước của mạch này á, nó khá to khá cồng kềnh nha các bạn. Với lại nó khá là phức tạp. So với cái nguồn LED driver như thế này thì cái này mạch nhỏ gọn đơn giản. Những cái mạch này á, nó không chiếm nhiều diện tích không gian nha. Chứ còn mạch này á thì mình nói chung mình tận dụng lại, mà cái này các bạn đâu có thể tích hợp được trong cái đèn LED như thế này. Chỉ có những cái mạch nhỏ như thế này á mình gắn vô được thôi, chứ còn cái này phải gắn rời ra ngoài. Tùy bên trong á, nó cái kích thước này á, nó không có đủ diện tích đó mà cho những cái nhét những cái mạch này vô. Như vậy đây là cái lượng điểm chính lớn nhất của cái mạch khi mà mình tận dụng lại cái ba lát chứng lưu điện tử cũ ha. Đây là cái cách hướng dẫn để các bạn chế cháo nè, các bạn vọc vạch đó, các bạn có thể suy nghĩ ra nhiều ý tưởng hay hơn để độ chế thành công cái bon nguồn LED driver cung cấp điện áp cho cái đèn LED hoạt động ha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.